Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời. Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Đó là lời Chúa. Hãy tìm Chúa để có sự sống đời đời. Thưa quý bạn chị em thân mến, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, dân chúng đi theo Chúa Giêsu, tìm Chúa Giêsu. Sau khi được Chúa Giêsu cho ăn bánh no nê, Chúa Giêsu thấy họ đi theo lẽ ra phải mừng chứ. Chúa Giêsu cũng vui vì họ đi theo, nhưng mà Chúa Giêsu đã chỉnh lại cái suy nghĩ của họ. Bởi vì đi theo Chúa Giêsu với mục đích gì? Đi theo để được ăn bánh nữa? Có gì sướng cho bằng không phải làm gì hết mà luôn luôn có của ăn? Chúa Giêsu muốn chỉnh lại cái suy nghĩ đó. Đi theo Chúa Giêsu không phải là để được ăn no, mà đi theo Chúa Giêsu tin nhận Ngài để có được sự sống đời đời. Bởi vì Chúa Giêsu thấy rõ ràng và muốn cho người ta thấy là làm sao? Ăn rồi sẽ đói. Có bây giờ ăn một lần cho tất cả đâu. Ăn một lần rồi sẽ đói. Vậy thì chỉ có Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Ngài thì có của ăn đời đời. Vậy thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta đi tìm cái gì? Có ba thứ mà chúng ta hay đi tìm lắm, mà nói hoài thôi. Đó là danh, lợi, thú. Tìm hoài. Sống là cố gắng đi tìm danh vọng, có một vị trí nào đó trong xã hội, trong giáo hội. Rồi đi tìm lợi, lo tìm kiếm của cải vật chất. Tích lũy càng nhiều tiền càng tốt. Bây giờ chắc ai có nhiều vàng là mừng lắm á, tại vì vàng đang lên giá, phải không? Rồi thú, đi tìm tình cảm, hưởng thú vui xác thịt. Tất cả ba cái đó chúng ta vẫn đang đi tìm đấy. Và có thể chúng ta có đấy, nhưng mà chúng ta nghĩ lại xem, danh lợi thú đó có ở với chúng ta mãi không? Và chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng danh lợi thú mà chúng ta đang đi tìm nó đấy, chúng ta dành cả cuộc đời mình đi tìm nó đấy, nó hoàn toàn không nằm trong tay chúng ta. Và còn hơn thế nữa, chúng ta phải xem nó có đem lại cho chúng ta sự sống đời đời không? Hay chính cái danh lợi thú ấy nó đang giết chết chính sự sống đời đời nơi mỗi người chúng ta? Bởi vì nếu mình chìm đắm trong danh lợi thú của thế gian, chúng ta không còn một chỗ nào cho Thiên Chúa nữa. Chúng ta không còn bận tâm đến Thiên Chúa nữa. Chúng ta biết mỗi đời này thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn đi, biết bao nhiêu anh chị em đã ra đi trước chúng ta, có ai đem danh lợi thú đi được đâu? Và đôi khi chính cái danh lợi thú ấy nó cản trở chúng ta nên thánh đó. Biết bao nhiêu cuộc đổ vỡ trong gia đình, biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao nhiêu người bị tổn thương
tất cả đều khởi đi do danh lợi thú đem lại. Và chính bản thân chúng ta này, mỗi ngày chúng ta thấy đi, mình kiểm tra xem mình có bình an không? Và cái gì làm cho mình mất sự bình an vậy? Mình có sống đẹp lòng Chúa không? Và cái gì làm cho mình không sống đẹp lòng Chúa vậy? Có phải là do danh lợi thú không? Đấy. Cho nên lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta phải tìm Chúa. Chúng ta sống thì cần ăn, cần nhà để ở, cần quần áo để mặc. Nhưng tất cả cái đó nó không phải là cùng đích, vì tất cả cái đó không bảo đảm cho chúng ta có được sự sống đời đời. Chỉ có Thiên Chúa thôi. Vậy quý bà anh chị em hãy dành thời gian làm việc, kiếm cơm, chu toàn bổn phận của mình, đúng. Nhưng cũng đừng quên dành thời gian cho Thiên Chúa. Chúng ta phải làm việc trong Thiên Chúa, làm việc cho Thiên Chúa, nghĩa là tôi cố gắng sống thánh thiện trong mọi việc tôi làm. Tôi kiếm tiền cũng trong sự thánh thiện. Tôi làm việc trong sự thánh thiện. Thì tất cả cái đó chúng ta mới đem lại cho mình sự sống đời đời. Vậy chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống ở trần gian này ngày nào chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận theo bậc sống của mình. Nhưng đừng quên chúng ta phải cố gắng nắm bắt cái sự sống đời đời mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Vậy mỗi ngày chúng ta dành thời gian cầu nguyện với Chúa. Mỗi ngày nếu được, quý bạn chị em nên sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ. Và mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta lên rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể chính là nguồn sự sống và là sự sống đời đời của mỗi người chúng ta. Còn thiết nghĩ rằng nếu ngày nào chúng ta cũng làm như vậy thì chắc chắn danh lợi thú ở thế gian này không có nhấn chìm cuộc đời chúng ta được. Nhưng mà chính tình yêu của Chúa, chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mỗi người chúng ta, chính niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đem lại cho chúng ta sự sống đời này và cả sự sống đời sau. Amen.